Trực xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Ngày hôm nay em sẽ review một ngôi nhà 1 trệt 1 lầu tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Đây, ngôi nhà phía sau em. Bây giờ em sẽ đi vào phía bên trong ngôi nhà để review chi tiết về ngôi nhà của mình. Dạ vâng, trước mặt em là ngôi nhà phường Phước Long 1 trệt 1 lầu tại thành phố Nha Trang. Đây, em sẽ quay toàn cảnh ngôi nhà của mình. Đây, đây là con đường đi vào ngôi nhà của mình, rộng tầm 3 mét. Và đây là bên trong ngôi nhà của mình. Em sẽ đi một vòng hết tầng 1. Đây, bếp. Toilet. Và phòng khách, tủ mình để đồ với sofa, kệ để tivi và xong. Tổng diện tích ngôi nhà của mình, diện tích sàn là 39 m, ngang 3m4 như quý anh chị thấy đây. Từ cổng này mình đi ngang qua 3,4 m, và độ thối lui của sân là tầm hơn 1,5 m. Nội thất cho quý anh chị thấy là gắn tên nội thất gắn liền tường và đèn. Ngôi nhà được thiết kế rất là trẻ trung, dành cho cặp vợ chồng trẻ mà có với hai đứa con là mình ở vô tư. Đèn rất là sáng. Bây giờ em sẽ đi lên tầng 2. Và đây, trước mặt mình là cái cầu thang lan can dùng bằng nhôm sinh pha. Cầu thang được lót đá rất là kỹ. Đây là phòng ngủ của mình. Ở đây nội thất mình đã bỏ vào hết rồi, bao gồm là tủ đựng đồ, một cái giường, đây là phòng vệ sinh dành cho tầng 2. Đây là tầng ngủ phòng 2, ban công và phòng thờ. Đây là phòng thờ của tầng 2 nha quý anh chị. T
từ nhà của mình mà đi ra theo hướng cho tôi em là ra đến đường Vành Đai 2. Đường Vành Đai là chạy dài tới Ngã Tư Ngọc Hội, đang chuẩn bị hoàn thiện. Review từ tầng 1 đến tầng 2 ngôi nhà tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang cho quý anh chị xem, với giá bán là 1 tỷ 650 triệu, bất lập phải bao sang tên. Lát sau đây sẽ chạy từ vị trí ngôi nhà mình đi ra đường E2 để quý anh chị dễ hình dung.